cho sức khỏe vui vẻ bình an trong cuộc sống nha. Trời tháng này hơi lạnh lạnh cả nhà nhớ chú ý sức khỏe nha. Mình cũng đang bệnh nè. Hôm nay đi bẻ dừa cả nhà, rồi quay lại cho cả nhà xem nè. Đi cùng với mình là có bé Quy nè. Người ta bẻ dừa mà người ta không có nói trước cả nhà nên mình chưa có ăn luôn đó. Nãy mình đi ra bé nó mua nhãn, nó cho mình khúc bánh mì nè. Bánh mì không nha cả nhà, ăn lót dạ để đi bẻ dừa. Đây là có bé Na đó nè. Rồi mình sẽ dắt hai bé đi đi coi thu hoạch dừa nha. Dừa tháng này rẻ lắm cả nhà ơi. Người ta vô tới vườn người ta mua là giá có 35k một chục thôi đó. Mua xô luôn cả nhà. Vườn thì người ta đã bẻ sẵn rồi nè. Đó. Bây giờ mình chỉ lại coi người ta đẩy và mình coi người ta điếm thôi. Lúc người ta bẻ mình không có đi theo cả nhà, lý do là sáng nay mình có hái một ít nhãn xuồng nữa, lúc này vô vụ nhãn xuồng cơm vàng cả nhà. Cho nên mình cũng hơi bị vất vả một tí. Vừa mùa này trái to lắm cả nhà, cái hoài nó thì ít trái nhưng mà trái thì trái to. Mưa xuống trong vườn rất là nhiều cỏ luôn cả nhà. Mình để cho bớt mưa mình sẽ xịt thuốc cỏ nha. Đây. Hôm nay mình thấy ít dừa nè. Một cây bẻ có một vòi cũng ít trái. Đây nó bẻ, người ta bẻ, người ta quăng trên cái đường đi nè cả nhà. Chút nữa người ta kiếm cái xe đẩy, người ta đẩy đi. Video hôm nay không biết sao cái mình quay á, lúc mình quay sao tắt tiếng không có nghe tiếng cả nhà, cho nên mình phải lồng tiếng lại đó. Ai á trời cũng đang bị áp thấp á, nên bầu trời nó không được trong xanh cho lắm. Hai bé bé Quy bé Na mới học lớp 3 cả nhà, mình dạy kèm cho nó đó. Rồi cái người ta bẻ dừa xong rồi cho nó nghỉ đi theo luôn, mình giữ nó luôn. Đi theo mà đòi mình đi câu cá, rồi xách cái cần câu theo vậy đó. Thích câu cá lắm, bé Quy thích câu cá lắm cả nhà. Nhưng mà mình không có đào chuồng cho nó được. Giờ mình thấy người ta bẻ dừa nhiều nè, lại coi điếm nha cả nhà. Trong quá trình coi điếm dừa thì mình sẽ ghép nhạc nha. Cả nhà xem cây người ta điếm dừa và nghe nhạc đồng quê nha cả nhà.